Tắm à? Gì dạ dạ dạ? Con làm gì con? Dạ con đâu có làm gì đâu mẹ. Con lựa giùm gì mâm kẹo này nha con. Lựa chứ đàng hoàng vào. Lựa kẹo xoài ra kẹo xoài, kẹo ổi ra kẹo ổi, kẹo vải ra kẹo vải nha con. Lựa xong đi, rồi dì cho đi chảy hội. Ủa, sao lựa gì mà sai trái dữ trời? Mình nhớ đâu phải vậy đâu ta. Còn trả treo. Tao tái vô cũng hỏng 20 cái bây giờ. Con đâu có trả treo đâu gì. Tại con thấy cũng là lựa mà nó lạ lắm. Mẹ, tắm trả treo kìa. Mẹ tắm đi tắm đi mẹ. Thôi con, mẹ nói thì nói vậy thôi. Chứ đánh nó, thiên hạ đánh giá gia đình mình không có văn hóa, biết không? Dạ, cũng đúng. Mẹ, cho con đi chảy hội đi mẹ. Con mắc đi chảy hội lắm rồi. Mẹ, cho con đi đi mẹ. Biết rồi, làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Lựa đúng chưa nha con? Dạ. Lựa kỹ à, vậy đi nha con. Đi, đi con. Kẹo ngon dữ trời, ngon á. Tại sao con khóc? Ha 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 ha. Ủa, con khóc đâu? Đang ăn mà. Nè, ông ăn không? Ủa, vậy hả? Không có khóc hả? Khóc đi, cho ta xuất hiện. Gì trời, đang yên đang làm tự nhiên mất khóc, sao khóc được? Khó quá à, giờ con muốn đi chảy hội không? Dạ có. Có à hả? Dạ. Nhưng mà con phải lựa hết mâm kẹo này con mới được đi. Ha 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 ha. Tưởng gì khó, tan giùm cho. Gì á? Gì á bụt? Ý ta nói là con đi đi, ta lựa giùm cho. Thiệt hả bụt? Thiệt chứ. Con cảm ơn bụt nha. Nhưng mà con không có lựa đẹp để đi. Hay là bụt cho con quả đẹp đi. Ha ha ha. Đơn giản, nằm trong tầm tay của ta. Thiệt hả bụt? Cảm ơn bụt nha. Ủa, có đẹp đâu? Y chang vậy mà. Trời ơi, tôi nói trong tầm tay là trong tay của tôi nè. Ủa, dạ. Thôi nữa chứ. Con gấm bụt nha. Ừ. Trời ơi, tưởng được biến hình chứ. Thôi thôi thôi. Dạ, cảm ơn con. Chuyện quá chảy vợ giờ. À, ghê á. Con búp bê nữa chứ. Con búp bê nào đâu. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó
đang ngồi co ro một mình, chẳng có ai chịu đến làm bạn, bởi lòng nó gian ác vô cùng. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó là con búp bê gì ghẻ. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó là con búp bê gì ghẻ. Thạch xanh